Tiếp tục thông tin liên quan đến hàng chục ngôi nhà bị sụt lún, sập đổ do thi công công trình thủy lợi tại Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ngày hôm nay 26 tháng 12, người dân ở đây cho biết vừa nhận được thông tin về phương án đền bù của chủ đầu tư. Tuy nhiên họ cho rằng mức đền bù này là chưa thỏa đáng. Theo người dân, những ngôi nhà này là đất hợp pháp, có sổ đỏ, bị sụt lún hư hại hoàn toàn nhưng chỉ được bồi thường vài chục triệu đồng cho mỗi nhà là không hợp lý. Ngày hôm nay, các hộ gia đình ở đây đã phản đối không cho công trình thủy lợi tiếp tục thi công. Trao đổi với VTC14 chiều nay, ông Hoàng Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm cho biết, việc đền bù này dựa trên căn cứ đánh giá thiệt hại của nhiều bên, trong đó có chuyên gia kiểm định của Sở Xây dựng. Ngoài ra, các đơn vị còn tiếp tục thực hiện đánh giá thiệt hại của các hộ gia đình sau khi công trình thủy lợi này hoàn thành và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, những ngôi nhà tại thôn Tràng, xã Thanh Tân bất ngờ sập đổ, mà nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của việc thi công công trình thủy lợi với chủ đầu tư là công ty Bắc Nam Hà. Sự cố được người dân cho là đã được báo trước, nhưng những đơn vị liên quan lại cố tình làm ngơ.